Dạ em giảng viên bên ngành điện tử ạ. Đừng có nói là hồi đó em giảng cho cậu này xong rồi cậu này cua luôn. Dạ đúng rồi. Cái đêm tân hôn không có vui gì hết á, mà đi mương hôn mà hai vợ chồng hả, cãi nhau banh xác luôn á. Dạ em tên là Hoàng Anh Văn, năm nay em 24 tuổi. Công việc của em là bên bảo trì điện. Còn em? Dạ em tên là Võ Ngọc Châu, năm nay em 27 tuổi, em là giảng viên ạ. Giảng viên về môn gì? Dạ em giảng viên bên ngành điện tử ạ. Đừng có nói là hồi đó em giảng cho cậu này xong rồi cậu này em cua luôn. Dạ đúng rồi. Dạ, cô giáo. Dạ. Sinh viên. Dạ. 27, 24. Thế thì ai là người để ý ai trước? Nói gì để ý, tụi em cũng chưa để ý nhau đâu. Dạng như là chọc ghẹo nhau, không biết lúc nào yêu nữa. Chọc ghẹo sao? Dạ không, sao? Dạ là như thế này. Là cô giáo giảng bài, điện thoại, laptop để kế bên. Mà em ngồi bằng đầu. Cái là em nhanh tay lắm, em giật điện thoại cái em nhá qua điện thoại, qua điện thoại em liền. Là em biết số. Về cái hỏi thăm cô. Từ từ cái lúc mà hôm mà em về em nhận được cái số điện thoại hoặc cái lời hỏi thăm đó, em có biết đây là cậu học trò này không? Dạ thì mới đầu không biết, nhưng mà sau rồi nhắn tin qua lại thì mới biết. Không biết, biết hả? Dạ. Vậy thì lúc đó là em nghĩ anh này cảm nhận với em như thế nào? Anh này cũng là cũng lý lắc trong lớp nên nghĩ là cũng nhắn chơi với lại nhá ơi cô chấm điểm dễ cho mấy bạn trong lớp giùm em này kia. Mình tưởng là cũng thương các bạn trong lớp, thật ra có ý đồ khác đâu biết đâu. Bao lâu thì em gọi là chính thức nhận ra là cậu học trò này yêu mình? Và lúc đầu nhắn mấy tin rồi sau này em thấy nghe có mùi rồi đó. Mùi. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em có bạn trai gì chưa hay là? Dạ lúc đó thì em mới chia tay với người yêu cũ. Nhưng mà em có tiếp nhận không? Em có cảm thấy là tò mò với cái mùi vị này không? Dạ mới đầu thì em cũng không quan tâm đâu. Nhưng mà khi mà add nick Yahoo của em á thì em thấy nick Yahoo là có ngày tháng năm sinh. Mà cái ngày sinh đó thì lại trùng với ngày sinh của người yêu cũ của em. Và lúc đó em mới chia tay người yêu cũ rất là buồn. Tức là bạn này có một cái gì đặc biệt hơn chút. Dạ. So với những người khác. Dạ. Thì còn khi mà em cua cô giáo á, thì em có cái chiêu gì khác tất cả những cái người khác không? Dạ có chứ chị. Ví dụ 12 giờ đêm em lên nóc nhà người ta em phải hát cái giờ em nghe. Trời ơi. Chó ở dưới nó sủa ầm. Cái em sợ quá. Nói cái chi tiết mà con chó nó sủa. Em sợ quá. Em chạy năm. Cái người ta tưởng ăn trộm, cái em chạy về phòng, em kêu mẹ em, mày đi ngủ, tắt đèn, khóa cửa, đi ngủ. Mẹ em biết gì hết rồi đó, rồi dưới ta la quá trời. Ủa là nhà cô giáo với nhà em bộ cách gần nhau lắm hay sao mà? Dạ, không xa lắm chị. Xa lắm ạ. Vậy mà đứng ở trên nóc nhà làm sao cô giáo nghe? Em nghe điện thoại chị. Điện thoại. Có nghĩa là em ở trên sân thượng. Không, em leo qua nhà người ta, nóc nhà người ta luôn. Trời ơi, quá. Em có nhớ là em hát cái gì không? Ca khúc gì ngày, vậy? Ngày xưa em hát, em thích nhất là bài Đợi Chờ Là Hạnh Phúc. Nhưng mà em xài cái chiêu này trong bao lâu thì vợ em đổ? 5-6 tháng nghĩ chị. Còn khúc đi cứng nữa là hôm đó là muốn cũng là Noel muốn dẫn vợ em là về nhà em chơi. Chứ vợ em nói là bây giờ anh thổi được 100 cái bong bóng em mới theo anh về nhà anh chơi. Trời ơi, em cũng gan, em cũng chơi luôn, em thổi 100 cái bong bóng. Hôm đó giờ em nghĩ lại mình đúng mình ngu thiệt. Thổi xong hôm đó cái miệng nó không nói được luôn, luôn á. Giờ em cũng hí hẳn cầm bong bóng bắt em chạy vòng hành ngoài đường đó xong mới chịu đi về nhà anh chơi. Có phải là vì những cái hành động đó và cái tấm chân tình đó mà em đã ngã lòng với anh em? Dạ cũng một phần. Mới đầu em cũng không có chấp nhận đâu, em thấy ông này anh trẻ tuổi hơn rồi lo sợ nhiều thứ lắm, nên là không có muốn quen. Nhưng mà kêu ảnh hát cho em nghe cái em tưởng là không hát, cái tự động cái hát cái làm em cảm động. Rồi tiếp theo cái em không chịu quen, cái làm nũng nó bây giờ cô không quen em là em nghỉ học. Thâm vậy đó. Thâm dữ. Cô hết hồn cô quen luôn. Hương hôm đó là cái bạn này bạn tỏ tình sao rồi xưng hô sao? Cô ơi yêu em đi hả hay sao? Ngày đó là em nhớ suốt bây giờ luôn, không bao giờ em quên được. Hả? Hôm đó nó yêu xong em cô giáo lơ lơ ly.
em chớp thời cơ em kiếp một cái, xong cô giáo quay lại bút cái bớt mặt em, năm ngón tay mặt nó về mới không nhớ vậy đó hả? Trời ơi, mà lúc đó là đang ở đâu? Dạ đang đi học bài ở trong khuôn viên của trường. Và lúc đó là đã là chắc là tình trong như đã một ngoài còn e rồi. Dạ lúc đó cũng thích à, là lúc đó là chính thức yêu nhau. Dạ. Nhưng mà trong lúc yêu nhau á thì hai bạn có giấu thân thế không? Trời ơi, giấu dữ lắm, giấu ghê lắm. Nhưng mà giấu như vậy thì bao lâu thì cái kim bị lòi ra? Dạ khi nào hát kịp cưới. Hay vậy, giấu cái gì hay vậy trời. Rồi hai cô trò yêu nhau bao lâu thì cưới nhau? Dạ chính xác là 3 năm, cái ngày mà kỷ niệm 3 năm là ngày cưới. Ồ. Cuối nhưng mà còn chị này hỏi nè, rồi cô trò vậy là có giữ gìn cho nhau không? Dạ có chứ. Nếu mà giữ gìn nhau chắc cũng có điều tận một chút vui quá. Trời ơi, biết ngay là sao? Đúng không? Dạ cái đêm tân hôn không có vui gì hết á, mà đi mương hôn mà hai vợ chồng hả, cãi nhau banh xác luôn á. Trời ơi, cãi nhau quá trời luôn. Giận ảnh làm hoài không được, cái ảnh quay là ảnh giận. Ảnh giận xong rồi ảnh quay lưng đi rồi á, giống như là con nít vậy đó. Thì em lúc đó em rất là uất ức, lúc đó mình cảm thấy mình bị hắt hủi thì không có được quan tâm. Bị hụt hẫng. Dạ bị hụt hẫng lắm. Em nói trời ơi, cưới chồng gì không quan tâm gì hết á, chỉ biết lo cho nghĩ cho mình không à. Lúc đó là vợ cần sự quan tâm, hỏi là em có sao không, có như thế nào không. Bỏ mặt vợ ngồi một góc vậy đó, còn nằm trùm chăn ngoay ngoắt đi. Ai biểu cưới ông trời chứ. Tức lắm. Chứ em không có kinh nghiệm. Trời em tức quá, em gọi cho mẹ em khóc quá trời khóc luôn. Chung là lúc đó là em muốn bỏ luôn á. Thiếu kinh nghiệm là một chuyện nhưng mà cái tâm lý nó cũng bị áp lực đúng không? Dạ. Ra đâu phải là cặp nào mà đêm tân hôn cũng thành công đâu. Dạ suốt tuần luôn ạ. À. Suốt tuần trăng mật luôn. Một tuần luôn. Một tuần thành công luôn. Không. Một tuần nó phải gọi là một tuần dập mật. Dạ. Dập mật anh. Toàn cặp luôn. Rồi bây giờ anh hỏi nè. Dạ. Em phát hiện ở cái cậu học trò này bây giờ là ông xã mình đó là có cái điểm gì xấu? Hay càng nhằn hay càng ràm. Xấu nhất á, xấu đau, xấu đớn nữa. Nóng tính lên á, xưng hô không có tốt với vợ. Là sao? Em thì thích nhẹ nhàng, dịu dàng. Ảnh bực lên thì không kiềm chế được thì xưng mày tao rồi gì đó. Em mày tao chí tớ vậy như nít vậy đó. Dạ, em rất là giận, em cảm giác như mình bị xúc phạm vậy. Lúc đó thì em phản ứng như thế nào? Em nói mày tao lại không? Dạ không, em không giờ nói mày tao hết á. Em giống như em kỹ từ đó lắm. Ừ. Dạ, nên là em nói nhỏ mà hổn quá. Tại nhỏ hơn em mà. Ngày xưa kêu cô mà giờ kêu mày tao vậy tức lắm. Còn dạ không? Em không biết còn không, không sợ. Nó là không mà vợ nữa, sợ không. Nóng lên rồi lúc đó không suy nghĩ được. Tại có một lần hứa em đã đời xong hôm sau cãi nhau lại như vậy nữa. Đó là từ cưới với nhau giờ là hai lần á. Hai lần. Nghĩa là hứa với em hai lần là không thực hiện. Dạ hứa một lần. Không, bây giờ mới một lần thôi đúng không? Bây giờ thôi thì em có muốn chồng em hứa với anh với chị Vân và tất cả mọi người khán giả đây không? Dạ đây là tâm nguyện của em từ đầu đến trước giờ. Chỉ muốn nói được câu này thôi. À. Mình phải có trước có sau, nói đi phải nói lại. Bây giờ phải hỏi tại sao mà những lúc đó em lại bộc phát ra như vậy. Dạ nhiều lúc vợ em tính tình thì hay quên. Thứ hai nữa là có cái tính là làm việc xong rồi cứ bày ra đó. Em tính em gọn gàng, em kỹ lắm. Về em nói hoài không được. Em tức quá. Em nói một câu vậy em cãi một câu. Điên máu lên rồi xong rồi đó. Vậy đó hả? Cãi. Chỉ có vấn đề là bừa bộn vậy thôi. Dạ. Thì ví dụ như bây giờ chị nói là sắp tới tương lai mà những vấn đề gì nó nặng nề hơn cái chuyện bừa bộn nữa, rồi đi đến chuyện xung đột cãi nhau thì em sẽ xung bằng cái gì nữa? Không, nhưng mà sau này mà gặp tình huống như vậy thì em sẽ có em kiềm chế lại. Phải tìm một cái cách để mà mình chế ngự chính bản thân mình. Dạ. Chẳng hạn như là mình tự xé đồ mình. Bây giờ nè, anh muốn em hứa một lời với người bạn đời mình. Anh hứa với em là sau này sẽ không có những cái... Em đừng nên nhìn cái cành hoa mà em hứa. Nhìn mà xả. Sau này sẽ... Anh hứa sau này sẽ không bao giờ nói đến từ đó nữa. Có gì... Nếu mà có chuyện xảy ra, anh sẽ cố gắng kiềm chế bản thân mình lại. Rồi vợ nói một câu cho chồng mắc ruột đi. Vậy là em vui lắm rồi. Rồi, bây giờ vợ em ở nhà thì có những cái tính xấu gì? Tính hay quên. Ngoài hay quên. Bề bộn, như cách đây cũng mấy tháng, hai chồng em đi miền Tây chơi. Em dắt xe ra ngoài, em bóp để tủ lạnh. Em ơi, bóp của anh để tủ lạnh, kế điện thoại của em nha. Lúc đi ra giờ em cầm cái điện thoại, cái bóp để lại. Toàn bộ giấy tờ xe, tiền, bạc, để bóp hết. Mà hên lắm á, xăng em đổ trước.
cuối cùng hôm đó là đi miền Tây là trong 12 chồng em còn đúng 50 ngàn. Vì đến nhà cái bóp mình trình ân trong tủ lạnh. Vừa mừng mà vừa giận. Mừng mà không mất bóp, giận là tại sao bà vợ mình có ai quên vậy. Rồi lúc đó chắc nhìn chồng cười trừ thôi chứ. Dạ không, em sợ lắm. Tại vì hả chồng em hay la này kia đó, lúc đó em co ro lại. À vậy đó, còn em muốn chồng em thay đổi như thế nào? Bớt cái tính càm ràm đó. Như vậy có nghĩa là bỏ cái càm ràm mà vẫn giữ cái nóng tính. Dạ, bớt nóng tính đi. Thế còn em muốn vợ em như thế nào? Bớt đi cái sự hay quên lại. Em có sanh chưa? Dạ chưa, nhưng mà em hay quên. Tại vì á là nếu mà em sanh em còn hay quên nữa. Dạ. Thì chị thấy vậy nè, từ trong sâu thẳm của chồng em á, là chồng em muốn rằng á em phải công nhận chồng em là một người chồng, một người trụ cột của gia đình thực sự. Tại vì sao? Thường tâm lý của những người mà người ta nhỏ tuổi hơn mình đó, người ta luôn luôn muốn chứng tỏ rằng người ta phải là người chồng đích thực, người chồng trụ cột. Và em nên tạo cho chồng em cái cảm giác đó. Tại vì thấy chồng em rất là lanh. Còn về phần của vợ em á, vợ em có cái bệnh đó là hoàn toàn vợ em không có muốn mà không có muốn quên. Em không biết sao đó, vợ em những việc lặt chặt á hay quên lắm. Những con số nè, những hàng đẳng thức nè, nhớ cực kỳ. Ở ngoài đời chuyện đó là chuyện mình. Cô trương em. Cái này là đẳng trí đó, chứ không phải là, yeah. là hay quên đâu. Có con á còn đẳng trí hơn nữa nghe. Thì về phía chị ha, thì chị thấy gì nè, em chàng cái đó giùm cho vợ em đi. Thì những cái mâu thuẫn nhỏ, những cái mặc cảm nhỏ, nó sẽ xóa đi hết ha. Rồi. Chúc tụi em hạnh phúc ha. Dạ. Cảm ơn hai em. Dạ, cách đây 10 năm thì em là cô giáo chủ nhiệm của Long. Và chúng tôi rất là hào hứng với cặp vợ chồng của bạn nha. Và dạ. Tiếp tục. À, em là dạy môn hóa cấp 3. Cấp 3? Dạ đúng rồi. Dạ. Là lớp mấy Long? Dạ lớp 11 anh. À. Dạ. Hồi đó thì Long nhỏ xíu anh. Anh ấy cứ sau giờ học trên lớp thì xưng là cô với trò, nhưng mà sau giờ học thì cứ ra thủ thỉ chị không à. Dạ em nói với trời ơi hổn nha cô chứ sao, cái nó thôi cô hơn em có mấy tuổi thôi, kêu chị cho thân. Vừa có mấy tuổi à? Dạ thì tại em thấy mà lúc đó là Long có biết tuổi của cô chưa? Thì em đoán chừng cũng hai mấy là cùng. Em thấy còn trẻ dễ thương thì em kêu mình chị thôi. Rồi sao nữa Long? Nhưng mà anh chị biết không, ra tâm sự tưởng gì, tâm sự chuyện em yêu đơn phương một bạn trong lớp. Dạ, nói chung cứ tâm sự chuyện tình cảm không mà. Đó, rồi sao? Thì anh thấy cô dễ thương thì em nhờ tư vấn giùm em. Cô tư vấn sao? Cô tư vấn cô tư vấn, cô kêu thôi giờ em. Mà tiếc là em bé kia lại quen, lại thích một em ở trong lớp rồi à. Nên là em biết, thành ra là em mới nói thôi giờ học đi. Tại vì hai em kia là quen cũng lâu rồi à. Cứ mà đơn phương vậy nhiều khi học không chú tâm học nữa. Dạ. Nhưng mà lúc đó là em đã để ý cô chưa? Phải có chút gì thích cô em mới kiếm cô riết đi. Nhưng mà anh hỏi là lý do gì sao mà em thích cô? Nó thấy cô cười dễ thương, người nhỏ nhỏ, xinh xinh. Nhưng mà lúc đó chị hỏi em là ý em có biết là bạn này thích em không? Dạ không ạ, lúc đó nói chung là em ở cương vị cô em không có dạ, không có để ý. Dạ để đúng tâm, rồi đúng em rồi. Cứ nghĩ là học trò thì quý mến thầy cô là chuyện bình thường. Chứ thì lúc nào thì em mới cảm nhận được cái tình cảm mà Long dành? Dạ em dạy chủ nhiệm xong năm của Long là em xin nghỉ dạy. Dạ tại vì áp lực công việc nặng quá nên là em xin đi làm công ty, cắt liên lạc hết với tất cả học trò gì luôn. Sau 6 năm thì lúc đó là tại vì em mới chia tay bạn trai. Dạ thì vô tình á trong đội văn nghệ của công ty thì em diễn chung với lại một em, thì em đó là bạn thân của Long. Dạ thì lúc đó xong rồi em mới hỏi nó là mày có làm chung với cái chị này ở trong công ty này không, thì nó mới kêu là có. Cái đầu em mới gọi điện thoại cho vợ em hỏi chị có rảnh không, chị đi uống nước với em cà phê đi, lâu ngày không gặp. Đó là bắt đầu là em mới vợ em đi chơi những ngày đầu hẹn hò rồi Giáng sinh là cái giai đoạn này chuẩn bị yêu đó. Nhưng mà cái hôm mà đầu tiên mà đi chơi đi uống nước vậy đó. Dạ. Thì cái hôm đó là em có cảm nhận được là Long thích em không? Dạ không à. Dạ lần đầu tiên gặp lại á là họp lớp chị. Ấn tượng đầu tiên á là sau 6 năm gặp lại là em nhận đúng ra Long luôn. Dạ. Hồi đó anh nhỏ xíu, giờ cao to, với lại hồi xưa mặt láng. Dạ. Bụng. Mặt
Rồi còn... lúc đó là vẫn xưng chị với em. Dạ đúng rồi, dạ vẫn xưng chị với em. Chị rất muốn biết cái buổi đầu tiên mà tụi em chuyển từ cái tình cảm bình thường á, dạ, sang cái tình yêu á, ai là cái người mà chủ động làm cái điều đó? Bữa đó đêm Giáng sinh hai đứa cũng ráng chạy lên này chơi à. Đang đi trên đường á thì anh này anh gợi ý là hay là em làm gấu của chị ha. Dạ tại hồi đó em nói là lạnh thì cần gấu và dạ, để đi chơi nọ. Em nói làm gấu nhưng mà làm theo hợp đồng nha. Tức là một năm. Dạ trong một năm, một năm để có người đi chơi lễ Tết hay gì cho vui vậy thôi ạ. Coi như một cái hợp đồng làm dạ, gấu. Dạ đúng rồi dạ. Hợp nhưng mà thật sự lúc đó là em không có lúc em nghĩ gì hết. Dạ. Không nghĩ gì hết. Rồi lúc gia đình biết không? Dạ không. Gia đình hai bên chưa ai biết. Rồi đến vậy đến bao lâu thì gia đình hai bên biết? 6 tháng à. Dạ. 6 tháng. Nhưng mà trong vòng bí mật chắc chắn là gia đình của em sẽ phản đối. Rồi gia đình của em thì sao luôn? Gia đình em thì ba mẹ em mới đầu cũng không có biết. Thì cứ sợ em bị người ta lợi dụng lừa này nọ thì mới đầu cấm em. Nhưng mà lúc sau thì biết nó là cô giáo của em thì đã cho em chọn. Còn gia đình của em? Lúc mà em chỉ nói bóng gió thôi là em có quen một người nhỏ hơn á, là nhà cũng thôi kệ tại vì cứ nghĩ là em quen chơi vậy thôi chẳng tới đâu. Nhưng mà đến lúc mà em nói là em quen thật sự á thì không một ai đồng ý là đã vậy rồi còn biết là nhỏ tuổi rồi học trò cũ nữa thì lại càng phản đối. Tại sợ là em không có yêu thương vợ em. Dạ. Lại em... cái cảm giác thì lúc đó em cũng buồn. Tại vì em yêu là em yêu vợ em thật lòng chứ không phải là em vụ lợi về vấn đề gì hết. Thì lúc đó em cũng phải cố gắng để em lấy lòng bên ba mẹ vợ em. Bao lâu thì hai em mới lấy nhau được? Dạ một năm rưỡi. Coi như nửa năm là núp lùm đó đúng không? Dạ, dạ đúng. Thế còn hai em bây giờ đã có em bé chưa? Dạ chưa. Dạ, chưa. Dạ. Lấy nhau bao lâu rồi? Dạ mới 6 tháng ạ. 6 tháng rồi, quá son rồi. Rồi bây giờ sau khi mà đã cưới nhau về rồi thì em phát hiện ở chồng em có điều gì bất ngờ không? Rất là vô tư nha anh. Ví dụ đang đi với em, hỏi em khát nước không? Cái em nói khát. Cái rủ em vô quán nước toàn là mấy em mặc đồ sexy phục vụ không á. Đã vậy anh ấy mua cho em ly nước ra còn nói chứ chị thấy cô bé kia có dễ thương không? Cái em nói cũng được. Cái trời hồi nãy á hả? Cô ấy có cúi xuống lụm gì trời em thấy luôn á chị. Trời ơi. Anh ấy vô tâm mà anh ấy trẻ là... mà. Dạ, trẻ còn giờ thì có thích gì? Dạ nó lớn hơn. Mới có nửa năm. Dạ đúng rồi, mới có nửa năm mà thời đó còn dạ. Trẻ. Cái này là giờ lớn dữ. Ổn rồi. Bây giờ hai chồng xưng hô nhau là sao? Dạ giờ thì anh em ạ. Để hỏi anh bây giờ anh chững chạc, anh chứng minh được cho bên gia đình bà xã là anh sẽ cưu mang cái gia đình của mình như thế nào chưa? Dạ thì bây giờ em xác định là em yêu thương vợ em thì em phải cố gắng từ cái công việc của em yêu thương vợ em lo chăm sóc lâu lâu hơi sai sót chút thôi. Thế còn ngoài cái chuyện đó ra còn dạ gì anh ấy rất là hậu đậu à. Đi hẹn với em mà coi như là thích mặc gì mặc quơ đại đến nỗi mặc nguyên áo thun trái ra chạy ra đường nãy giờ mà không biết. Nói dạ lần đó là em giận ơi là giận luôn. Xong rồi hả cái anh ấy năn nỉ, cái anh ấy từ anh ấy đưa cái tay ra anh ấy hoàng qua vai em thằng nãy ai về đang đưa giết chơi những cái chỏ trong mặt em luôn. Trời ơi thiệt tình là dạ và đến giờ cũng vậy, nhiều khi mà hai vợ chồng gần nhau hay là anh ấy muốn khoác vai gì là hay chọt này chọt nọ vậy lúc chọt vô người hậu đậu trên mọi phương diện đúng dạ, không dạ đúng rồi dạ. Lâu lâu ví dụ gần nhau ban đêm á thì có hậu đậu gì không? Lâu lâu thì đánh giận thì lúc đó em không biết có gì cô chỏ đem ngủ mớ dạ. Có gì cô chỏ không lên gối rồi giật chỏ nói chung là em bị đủ á chị 10 đêm là hết 8 đêm anh quýnh em mà dạ trời ơi không thiệt bởi vì em nó nhỏ mà đã gì vậy? Đai đen nữa chị. Ủa đai đen hả? Trời ơi, bởi vậy trời. Trời ơi là trời. Em khổ tâm. Người em là cứ bị thương hoài là miền cứ... Tây anh gọi là tâm hơi tâm hết đó. Nãy giờ vợ kể xấu em rồi đó, em giờ kể xấu vợ đi. Hay cầm rầm với nói chung là nói nhiều lắm anh. Thì cứ nói lum la thôi. Nói lum la là nói cái gì vậy trời? Khó chịu lắm. Ví dụ như công việc này em làm đi, nó ngắn gọn, đơn giản. Tới vợ em tham gia vô á thì bắt đầu phải chia ly từng vấn đề này. Nói chung là bắt em phải theo cái khuôn của vợ em á. Em ví dụ tại sao em càm ràm đó là không? Ví dụ như anh này anh quét nhà, cục rác từ bên này nó sẽ chuyển qua bên này. Dạ chứ nó không hề mất đi. Em mà quét là trời ra một hồn. Thành ra là em cứ nói hoài vậy đó dạ. Hiện tượng mà. Dạ. Nó không mất đi, nó chỉ chuyển từ vật dạ, đó thì đó. Thế còn gì nữa không? Dạ, nóng tính. Nóng tính, nó quánh em nào?
Không quánh mà. Em à, karate đai đen đúng không? Dạ, bây giờ đâu dám quánh. Vì sao mới nói là quánh mà? Lâu lâu hay quánh em lên gói em. Nên em để bụng tối em lên gói lại đúng không? Đúng rồi. À, anh hỏi nè, thế thì bây giờ hai em có dự định gì cho một cái tương lai? Dạ, thì anh hay được cái là làm bánh bông lan rất là ngon ạ. Bánh bông lan? Dạ, dạ, đúng rồi, dạ. Nhưng hồi còn... xưa em dùng bánh bông lan để dụ vợ em. Thế có dụ phụ huynh không? Dạ có luôn, biếu ba mẹ của vợ em ăn nữa. Rồi ăn vô. Ủa sao mà em biết làm bánh hay vậy? Dạ em đó học của mẹ em. Dạ được cái là dạ mẹ chồng của em bánh. Là làm được nhiều bánh lắm ạ. Dạ mà làm rất là ngon. Dạ thành ra là anh ấy có học. Dạ, hai vợ chồng đang định là sẽ mở tiệm bánh. Nếu có điều kiện thì chắc tụi em cũng sẽ mở cái, nhưng mà giờ thì tụi em đang định bán online chứ còn chưa có đủ điều kiện để mà mở một cái tiệm chỉnh chu. Thì chừng nào mà có bán định bán online thì nhớ cho anh địa chỉ nghe, anh đặt hàng. Anh sẽ đặt từ Sài Gòn lên tới Biên Hòa mang xuống cho anh một cái. Rồi bây giờ em muốn ông xã em sắp tới sẽ có những cái thay đổi gì? Bớt vô tâm hơn và biết lo cho vợ nhiều cái hơn. Từ hồi mà quen nhau đến bây giờ là không hề có lời tỏ tình với em, không hề có lời cầu hôn. Tất cả mọi việc là đều là em gợi ý hết. Rồi nhiều khi em cũng phải chỉ là về nói với ba mẹ chồng sao cho khéo, rồi bên nhà em sao, dạ vậy đó. Nói chung là anh ấy ít có nghĩ ra được. Dạ. Có nghĩa là đó giờ là em chưa có thể hiện một cái hành động tỏ tình, ngay cả cái chuyện cầu hôn cũng là nếu có thì cũng là trên cái sự gợi ý của vợ em. Dạ. Thế thì hôm nay em có muốn chồng em có một cái hành động yêu thương với em, và bản thân em có muốn thể hiện hành động đó không? Dạ muốn nha. Em sẽ yêu thương anh suốt đời nha vợ. Còn mãi, anh mãi yêu em vợ của anh. Dễ thương quá à. Nói nghe nè, với cái gia đình của hai bạn á, thì tôi chỉ có một cái lời gọi là chia sẻ một chút xíu như vậy nè. Thực ra trong cái tình yêu á, cái tuổi tác á, không có làm một cái vấn đề gì hết. Dạ. Và tôi nghĩ rằng á, là khi mình đã lấy nhau rồi đó, bạn phải để cho ông xã của bạn á, phải làm đúng cái trách nhiệm của một người chồng. Tôi biết là nếu như bạn tập cho anh ấy sẽ rất là khó. Ví dụ như nhà cửa, hoặc là anh phải tự định hướng hôm nay sẽ làm gì, đi đâu hay là như thế nào như nào đó. Thì một thời gian đầu khi tập cái điều đó bạn sẽ rất là khó chịu. Nhưng mà tôi nghĩ là bạn phải nên giao cái trách nhiệm đó cho ảnh, để cho ảnh quen đi. Quen đi sau này anh còn làm cha. Đó, rồi là còn quyết định cho tương lai trong cái gia đình của mình. Chúc cho Như Ý cũng như là Kim Long mau chóng có một cái tin vui. À, một em bé kháu khỉnh. Nếu được cho tôi chúc luôn. Hai chồng sinh đôi luôn. Một nam một nữ luôn. Một nam một nữ. Dạ. Là lúc mà em dạy tiếng Anh cho ảnh, xong rồi ảnh học ví dụ, ảnh đưa cái câu là "Can you show me the way to your heart?" Có nghĩa là em có thể chỉ cho anh đường đến trái tim của em hay không? Đó. Sao em thấy vậy rồi em kêu là không được đâu anh ơi, mình mới quen mà không có được như vậy đâu. Trời, coi như mặc kệ những gì em nói, tay thì tỉa bao con sói ra. Tỉa bao con sói ra. Coi như là mọi thứ là cứ đi trên chua theo ổng. Để anh tắm nước ấm cho vợ nha. Ừ, xong rồi lúc đó em cũng cảm thấy là ừ có nước ấm chảy lên người em. Nhưng mà nước ấm này á, cái mùi nó rất kỳ kỳ. Dạ, em chào anh Tú Thận, chào chị Hồng Vân. Em tên là Nguyễn Thái Hòa, năm nay 30 tuổi. Em hiện đang là nhân viên văn phòng. À. Em sinh sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai. Biên Hòa, Đồng Nai. Đây là vợ em. Còn em? Dạ, em xin chào MC Hồng Vân và MC Quốc Thuật. Em tên là Tuyết Nhung, năm nay em 26 tuổi. Hiện em đang là nhân viên văn phòng và là giáo viên tiếng Anh tại Biên Hòa, Đồng Nai. Hai bạn là chắc có lẽ là quen nhau trong trường hợp là chắc là ở gần nhà nhau rồi, quen nhau đúng không? Dạ, thì giống như là một cái duyên á, thì em với vợ em trước đây là không hề quen biết. Có một người bạn mới rủ em đi cà phê tiếng Anh thì em mới gặp vợ em lúc đó. Thì cái ấn tượng của lần đầu gặp vợ em là nhìn vợ em rất là truyền thống luôn. Tóc thì tóc đen tuyền, xõa ngang vai, mái ngố. Mà nhưng có mặc đồ truyền thống không? Dạ, cũng mặc đồ truyền thống. Cảm giác đầu tiên của em là giống như em bị sét rồi đúng không? Dạ, cái ngoại hình nhìn là thích liền đúng không? Cô gái truyền thống Việt Nam đúng không? Dạ. Còn em thì sao? Em gặp ảnh thì em thấy thì sao? Dạ, thì ban đầu em gặp ảnh là em cũng không có ấn tượng gì đâu. Có một cái ấn tượng mà em nhớ về ảnh á, là lúc mà em dạy tiếng Anh cho ảnh, xong rồi ảnh học ví dụ, ảnh đưa cái câu là "Can you show me the way to your heart?" Có nghĩa là em có thể chỉ cho anh đường đến trái tim của em hay không? Đó. Trời ơi, vừa mới học tiếng Anh xong là bung ra cái câu thả thính như vậy rồi. Lúc đó em rất là rối bời luôn, không biết là có ngụ ý gì hay không. Rồi sau đó thì sao? Chắc chắn là em phải là
phải lên một cái kế hoạch gì đó để mà mua cô giáo này đúng không? À, đúng rồi, thì lúc sau đó là tuần nào em cũng đi quán cà phê tiếng Anh đó để em kiếm vợ em. À. Thì lần thứ hai thì em không gặp được vợ em, lần thứ ba thì em mới gặp lại được vợ em và lúc đó em bắt đầu là xin số điện thoại, nhắn tin rồi rủ vợ em đi ăn rồi đi chơi giống như tư cách là bạn bè vậy. À. Nhưng mà cô ơi, lúc đó là cô đã có ý trung nhân chưa? Cô có bạn trai chưa? Dạ lúc đó thì em mới chia tay bạn trai xong ạ. Có một cái biến cố như vậy là cái người bạn đó, bạn của vợ em bây giờ nè. Thì có ẹp Facebook em và nói là bạn trai của vợ em. Hai người đang có trục trặc thì kêu nói là em đừng có xen vào chuyện giữa hai người. Thì em mới copy cái dòng tin nhắn đó, em hỏi thẳng vợ em luôn là em với người này như thế nào, đã chấm dứt hay chưa. Thì lúc đó vợ em mới kêu là cái người này đã chấm dứt mà cách đây 2 tháng rồi và đang làm phiền. Thì để nhân cơ hội đó thì em tới luôn, ngỏ lời luôn. Rồi sau đó thì như thế nào? Tình cảm của các em nó có cái gì vui không? Trời ơi, trong cái quá trình quen á, tụi em nói chung là không còn giữ kẽ gì với nhau nữa rồi. Nói chung là có bao nhiêu cái thứ gì gọi là xô hết ra cho nhau luôn. Thì em nhớ là có một lần mà tụi em nắm tay nhau đang đi bộ rất là tình cảm nha. Xong rồi cái tự dưng chồng em á, nắm nhẹ tay em, kéo xuống dưới mông gì nè. Trời ơi, tặng cho em một quả bom nguyên tử luôn. Nó kêu một cái bụng, to ơi là to luôn. Trời ơi, sao em kêu trời cái gì vậy? Ghê vậy ông nội? Đó, xong rồi cái từ đó trở đi là em gọi chồng em biệt danh là bụng. Rồi sao nữa, còn tật xấu gì không? Mới đầu em rất là thần tượng vợ em nha, giống như là vệ nữ, bao nhiêu cái tính tốt ở trong người á là vợ em có hết. Nhưng mà lúc quen mới biết là không phải như vậy. Thì vợ em là hay nói yêu thương em ngoài đường lắm. Sau này em có như thế nào thì em cũng bên cạnh anh mãi mãi, không bao giờ rời xa anh. Ngay lúc đó luôn có mấy anh chó nhảy ra sủa, em mới đứng ra em đỡ vợ em, nghĩ là vợ em đứng sau thôi tại vì sợ chạy mất dép ra đâu không biết luôn. Đó, nghiệp quật ngay lúc đó luôn. Có nghĩa là chó vừa cắn là bà mất xác luôn, không thấy bà đâu. Tại vì em sợ chó lắm. Cái mối tình của các em rất nhiều câu chuyện vui lắm đúng không? Dạ đúng hiểu rồi. Lúc mà các em cãi nhau thì như thế nào? Ai đứa nào là đứa thắng? Em lúc nào cũng đòi thắng hết trơn á. Bằng mọi cách em phải là người thắng. Cãi lộn kiểu nguy hiểm lắm anh. Có lần cãi nhau cứ em cương lên luôn thử một lần xem sao. Đòi chạy ra quốc lộ các em phải níu lại rồi hay diễn nữa. Ví dụ mà ấy lên giận lên xong em đau bụng quặn cái nằm lăn xuống dưới đất vậy. Bữa đó nằm bất động luôn. Nhưng mà một vài lần trước là em biết rồi. Em năn nỉ mấy lần trước em năn nỉ ghê lắm. Lần này em biết rồi, em ném đôi dép ngồi chờ luôn. Giờ coi chừng nào đứng. Bà nằm hồi chứ bà mệt chứ bà ngồi dậy. Nằm hồi mệt quá dậy. Tự tỉnh luôn hả em? Dạ đúng rồi, tại diễn nhiều lần quá rồi. Mấy lần trước thì người ta còn cảm mình, người ta còn này nọ. Nhưng mà làm tới làm luôn một bài cái là để mặc kệ luôn. Nằm liếc liếc em riết à. Liếc đó. Coi coi em có làm gì. Ê còn lộn cơm bò vậy hả? Dạ. Các em quen nhau bao lâu thì mới cưới nè? Tụi em quen nhau gần 2 năm mà. 2 năm trời chắc là đi chơi xa với nhau nhiều lắm đúng không? Dạ đúng rồi, coi như là mỗi tháng gọi là đưa nhau đi trốn á. Tháng nào cũng đi xa với nhau hết trơn á. Cái chuyến đi mà lần đầu tiên của tụi em á là chuyến đi đến Bình Ba. Thì không hiểu sao mà xui sao hôm đó trời mưa to lắm. Thế là hai đứa ướt sũng luôn. Cái xong rồi lại quay về phòng. Và lúc đó thì em cứ còn ngây thơ kiểu gì á. Xong rồi cái anh này ảnh sánh tới em. Cái tự nhiên ôm xong rồi hôn em. Xong rồi gọi là đi xa vấn đề luôn. Sao em thấy vậy rồi em kêu là không được đâu anh ơi, mình mới quen mà không có được như vậy đâu. Trời, coi như mặc kệ những gì em nói, tay thì xé bao con sói ra. Coi như là mọi thứ là cứ đi trên chua theo ổng. Mặt em lúc đó đơ luôn mà. Đây là đâu? Trời ơi, tôi đang làm gì vậy? Không biết làm gì luôn. Làm luôn. Dạ, làm gì làm, còn em mặt đơ ra. Em không biết gì luôn. Nhưng mà có làm được không? Làm được có 2 phút à. 2 phút là xong xuôi hết câu chuyện rồi đó. Tại chắc em đơ quá đó, cái thằng đơ quá mất cảm xúc. Mất cảm xúc, không còn cảm xúc nữa. Rồi sau đó thì sao? Bao lâu thì ảnh mới cầu hôn em? Quen khoảng 2 năm là bắt đầu ảnh cầu hôn em. Thì cầu hôn nó cũng không có giống như người ta đâu. Thay vì là phải tạo ra bất ngờ đúng không? Thì coi như là em là đạo diễn trong cái cuộc cầu hôn nó luôn á. Coi như là mọi thứ là em lên chi tiết hết. Tại chị biết phụ nữ mà thích lãng mạn nè, thích được cầu hôn nè. Cái em chỉ ảnh các cái cầu hôn như thế nào. Em kêu là khi mà cầu hôn em á, phải quỳ xuống nha. Đó, quỳ xuống trao nhẫn rồi phải nói lời ngôn tình nè. Xong rồi cái em sẽ dạ bờ đứng lên em khóc, em ôm anh giống như kiểu bất ngờ vậy đó. Trời ơi, bà chỉ đạo hết luôn hả? Dạ, em chỉ đạo hết luôn. Xong rồi cái hôm đó đi Nha Trang với nhau. Thì em có nhờ bé em, nè em nhớ quay phim lại cho chị nha. Em đang canh cái thời cơ mà có đám đông đứng ở đó đó. Đó, xong rồi em kêu anh ra diễn đi nhanh lên, mọi người đang đứng ở kia kìa. Xong rồi ra giữa đám đông đứng nha.
Xong rồi nhạc rền vang lên, xong rồi ảnh quỳ xuống coi như là làm răm rắp theo những cái lời mà em đạo diễn làm chỉ luôn. Đó rồi có trao nhẫn nè, xong rồi nói lời ngôn tình nè, xong rồi đứng dậy, xong rồi hôn em. Không gian rất là lãng mạn, gọi là đúng ý của em luôn á. Coi như cái lời ngôn tình đó em có viết cho ổng luôn không? Dạ có, em chỉ đạo hết luôn mà. Anh ảnh đơn như khúc gỗ vậy á. Tiếng Việt à? Trời chứ học từ khi quen em giờ là tiếng Anh coi như là càng ngày càng tệ luôn á. Em có nhớ cái câu mà cái câu thoại mà cô ấy cũng viết cho em không? Em quỳ xuống rồi em nói là quên rồi hả? Câu đó câu sao, sao đâu? Nhưng mà thời gian quen em thì em làm cho anh cảm thấy giống như là mình và là người đàn ông đích thực vậy đó. Gặp em là anh coi như anh thay đổi toàn diện luôn. Em là người phụ nữ gọi là đáng quý ha, người phụ nữ độc đáo và dạ, đặc biệt nhất giống như viên kim cương quý giá vậy đó. Gặp được em coi như là anh có được tất cả rồi đó. Cho nên bây giờ nhân dịp giây phút này thì anh hy vọng là em sẽ trở thành vợ của anh. Trời ơi, chị hỏi em nào, hôm đó em làm theo cái sự chỉ đạo em á, cái cảm xúc em sao? Em thì em là người không thích như vậy. Vợ em thích làm màu. Mà lúc đó em sao Nhung? Lúc đó em cũng diễm mà, lúc đó nước mắt em chảy ra này. Diễn kinh khủng. Nước mắt em chảy ra coi như là em cảm động lắm trời ơi. Trời ơi, em cảm động gì đâu á trời ơi. Sau cái em ôm ảnh em khóc. Cái clip nó còn à? Còn anh báo lên Facebook đó. Trời, để về chắc ta em Facebook để tôi còn clip đó, tôi cười chết luôn thiệt đó. Sau đó, cái cầu hôn đó là bao nhiêu lâu thì đám cưới? Mình cầu hôn từ tháng 3 xong rồi tới tháng 11 là phải em cưới. Trong cái tiệc cưới em có đạo diễn cho ổng một cái màn trên sân khấu không? Có luôn. Có luôn hả? Dạ. Lúc đó thì em phải bắt ảnh là phải biểu cảm trên khuôn mặt sao sao như thế nào. Em hát rồi em bước lên trên khán đài, rồi ảnh phải ngôn tình rồi dìu dắt em giống như là đang khiêu vũ vậy đó. Đó, chứ bình thường mặt anh này ảnh đơ lắm mà cũng khiêu không biết vũ tỏ lời cảm rồi, xúc. Khúc cuối phải quỳ xuống cầm hoa đưa lên cho vợ em. Ôi thiệt. Vâng. Mà bữa đó làm tròn nhiệm vụ không? Tròn chị. Rồi cái đêm tân hôn em có đạo diễn cho ổng đâu? Trời ơi, đêm tân hôn của người ta thì hì hục người ta làm chuyện đó đúng không? Đêm tân hôn của tụi em là hì hục ngồi đếm tiền. Đếm xong rồi cái lăn ra ngủ luôn, không có làm gì hết trơn á. Mà xong rồi cái ngày hôm sau đi chăn mật với nhau, tưởng đâu là sẽ gỡ lại là làm ăn lại được rồi. Nhưng mà ai ngờ em lại bị chó cắn. Không biết kiếp trước có thù kiếp gì, tiền kiếp với loài chó sao, gặp mình là sủa, gặp mình là cắn. Cắn xong rồi cây, thế là chồng em phải đưa em về trung tâm mà đi chích ngừa. Đâu làm ăn được. Dạ, chích ngừa xong rồi cây em bị sốc phản vệ, cây em ói, cây em ngủ ly bì mấy ngày trời luôn. Thế là toàn trăng mật, được gọi là toàn ngựa mật luôn, nó không có làm ăn được gì hết trơn á. Đúng là dập mật luôn. Dạ, dập mật luôn. Mà sao cũng đợi em, chó nó ghét. Em không biết, em cũng tuổi chó mà không hiểu sao chó nó ghét em á. Rồi, cưới nhau được bao lâu rồi? Dạ, tụi em cưới nhau cũng được một năm rồi. Chắc hiểu nhau quá rồi, chưa? Từ cái lúc. Dạ, chưa ạ. Nói nghe nè, ở nhà là bà có hay đạo diễn cho em cái màn gì khác không? Có anh. Thôi bây giờ hôm nay nhân cơ hội này em có thể nói ra một vài tật xấu của vợ em. Tật xấu của vợ em là hay bắt em diễn với lại ghen. Mà ghen kinh khủng nha, ghen 4 cấp độ luôn. Đầu tiên là ngày xưa là ghen trong quá khứ. Xong rồi giờ bắt đầu ghen trong hiện tại. Xong rồi ghen trong mơ. Rồi còn ghen trong tương lai nữa. Cha tương lai ghen với ai? Đang đi xe em cái kêu là lỡ mai mà em có chuyện gì xảy ra mà không còn bên anh nữa, anh có ở vậy anh tôn thờ em không? Cái em thì em biết ý là muốn nói gì rồi, nhưng mà em khoái nói ngược lại, tính em nhây mà. Cái em nói là tất nhiên anh phải kiếm người khác chứ ở vậy hoài sao được. Cái đó, đó là ghen lên. Là ghen sao? Lúc đó làm sao? Lúc đó là xít cổ em trên xe luôn, xíu đều muốn tông xe luôn. Vậy luôn á hả? Kinh khủng lắm. Là ghen trong tương lai. Ghen trong tương lai đó. Ghen trong mơ nữa, là hai cái mà... Ghen trong mơ là sao? Ghen trong mơ là sao? Có một bữa là hai vợ chồng đang nằm ngủ, cái vợ em quơ tay múa chân ghê lắm, đánh vô em liên tục luôn. Cái em thấy thương vợ em quá, chắc là bị mộng du hay gì, bị nằm mơ ác mộng á. Em mới ôm vợ em trong lòng ngủ tới sáng luôn. Cái sáng vợ em mới kêu là biết hôm qua sao em đánh anh không? Em mơ thấy anh ngoại tình. Nhưng mà cái người mà chồng em ngoại tình là em có thấy khuôn mặt không? Em thấy hình cô nào cũng đẹp gái lắm luôn á. Đó, xong cái tự nhiên em ghen, mà một khi em ghen là em khoa tay của cho là em quýnh liên tục vậy á. Đó là tật ghen. Rồi, còn tật xấu gì nữa? Có yêu thích chồng một cách gọi là cuồng nhiệt không? Đó. Nói chung là cũng có anh. Lúc nào đi đâu cũng bám đuôi theo chồng á, không rời xa một ghen một tấc luôn. Tối ngủ hay rút nách em ngủ mà anh. Khoái vậy sao á.
khoái ngửi nách. Rồi hết rồi phải không? Dạ. Tới em đó, anh ấy có tật xấu gì không? Chồng em á, tật xấu của chồng em là chơi dơ với chơi lầy. Vợ chồng em có cái thói quen là làm gì cũng phải làm chung với nhau hết. Tắm là cũng phải tắm chung với nhau luôn. Đó thì cái một hôm có cái đợt tắm chung, xong rồi chồng em kêu là họ để anh tắm nước ấm cho vợ nha. Ừ, xong rồi lúc đó em cũng cảm thấy là có nước ấm chạy lên người em. Nhưng mà nước ấm này á, cái mùi nó kỳ kỳ. Xong cái em quay lại em nhìn chồng em, trời ơi em tá hỏa luôn. Em có nghĩ là nước ấm từ vòi nhưng mà không, nước ấm từ vòi của chồng em. Ủa lầy quá vậy em? Lầy thiệt. Trời ơi, lầy lội quá. Tận hưởng với anh. Rồi tiếp tục. Tiếp tục là thật xấu nữa đó là ổng buổi sáng dậy á, chị biết không, là mồm hai đứa đều rất là thối. Mà ngày nào cũng đè em ra em hôn buổi sáng, gọi là hôn tình yêu này nọ. Nhưng mà em không chịu được nổi cái mùi đó luôn. Mới ngủ dậy kia còn chạy ra mà, trời ơi, vậy mà tò hôn em này này nọ. Xong rồi chưa kể nữa, mà ổng này ổng chơi dơ. Mỗi lần mà ngồi rảnh với em là ngồi móc cước mũi. Móc cước mũi xong rồi chét đầy lên người em này nè. Đó, xong rồi khoe chiến tích. Nè em nhìn coi cục này bự không, cục này đẹp không. Trời lầy quá. Rồi, nó nghe nè, vợ chồng tắm chung, cái làm gì cũng chung chứ. Chắc anh ấy siêng năng lắm dùng điều đó đúng không? Lúc mà mới cưới mà, coi như ngày nào bắt trả bài hết trơn á. Ừ. Đó, xong rồi, mà ổng mà không trả bài đàng hoàng là coi như có chuyện á. Ừ. Thì em nhớ là có cái hôm mà 4 ngày liền, ổng mệt quá không có trả bài cho em được. Xong tự nhiên ngày hôm sau cái em bị đèn đỏ luôn. Ừ. Đèn đỏ dí là tới hết một tuần luôn rồi, là tổng cộng là hết 11 ngày. Thế là không làm ăn được gì hết, cái em nổi điên lên. Hôm sau em lên công ty, em spam tin nhắn. Nói chung là em làm phiền, không cho làm việc luôn. Từ sáng tới chiều luôn. Rồi sau đó là có cộng dồn lại trả một lần đúng không? Có, trả nguyên tuần luôn mà. Dạ. Rồi bây giờ em mong muốn anh ấy thay đổi điều gì? Thì chồng em á, đối với em là ảnh là toàn diện hết rồi. Rất là yêu thương em, việc gì cũng san sẻ làm với em hết. Cho nên cũng không có nhiều tật xấu. Thì em cũng không mong ảnh thay đổi điều gì hết. Dạ. Rồi còn em có mong muốn bà xã thay đổi điều gì không? Em thì em cảm thấy rất là may mắn vì có một người vợ như vậy rồi. Em chỉ có một mong muốn là vợ em bớt nóng tính lại. Tại vì lúc mà nóng tính lên vợ em hay nói những cái câu rất là khó nghe. Với thứ nhất là, thứ hai là nóng tính thì nó làm cho sức khỏe của mình nó bị thuyên giảm. Mình nóng tính lên mình mệt tim mà. Dạ. Mà. Ủa em nóng dữ lắm hả? Dạ đúng rồi, em bạn hỏa em à. Không, thực ra tại vì hai bạn này mới có 1 năm á. Cái năm đầu tiên là năm tụi em phải cọ sát về tính tình của nhau á. Dạ đúng. Để mà tụi em tự biết là mỗi người phải bớt cái tôi của mình lại. Để tụi em hòa hợp lại. Dạ. Thì đây vẫn còn là cái thời gian mà tụi em phải bàn bạc, phải đối diện với nhau về tất cả mọi phương diện. Anh cũng mong là các bạn sẽ hoàn hảo hơn nha. Mọi thứ sẽ thấu hiểu nhau nhiều hơn. Dạ. Để mà sẵn sàng chuẩn bị chào đón một thiên thần tuyệt vời đến với gia đình chúng ta nha. Dạ. Xin cảm ơn các em. Chúc mừng.